Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm kiếm hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm kiếm hài nhi đã chết rồi. Ông Giuse liền cho biết đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe nước Akhela đã kế vị vua cha ở Herode cai trị về Chúa Lê, nên ông Giuse sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng tôi đã sợ vì gì ở bàn chị em. Ta đến thấy ở trong tin mừng có ba lần sứ thần báo mộng ông Giuse và một lần sứ thần đến với bà Maria. Đó là bốn lần được kể ra thôi, chứ còn nghĩ là sứ thần còn gặp nhiều lần lắm. Và trong khi các ông bà đang lo âu, đang băn khoăn, đang do dự, cũng cả sợ hãi nữa. Ở những lúc bình an thì chắc là không có sứ thần đến để mà nâng đỡ. Còn kể ra thì chỉ có ba lần với ông Giuse, một lần với bà Maria. Trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe hai lần sứ thần báo mộng, báo mộng để đi tản cư sang Ai Cập, báo mộng là vẫn có thể về lại quê hương. Ông Giuse và bà Maria có thể làm khác đi, làm theo ý mình mà không theo ý của sứ thần, và ý của sứ thần chính là ý của Chúa. Thế nhưng mà ta cuối cùng ta đều thấy là ông Giuse và bà Maria đã ứng đáp với cái lời mời gọi, lời chỉ dẫn của sứ thần bằng ba cái: sự tôn phục, sự khôn ngoan và sự can đảm. Ba cái điều đó chúng ta không ngay trong đời sống gia đình, kể cả anh em đi tu chúng con cũng có đời sống cộng đoàn, tức là những gia đình của mình, dù không phải là vợ chồng con cái, nhưng mà cũng đang sống trong những gia đình thì con thiết nghĩ rất cần sự tôn phục, rất cần sự khôn ngoan, rất cần sự can đảm. Thiên Chúa có thể ban cho thánh gia một cái quyền lực, một cái địa vị, một cái ưu thế, ưu tiên theo cái kiểu người đời nói là quan âm cao cha đó, tha hồ mà bày tỏ cái quyền lực, địa vị, uy thế của mình, kể cả tiền tài. Nhưng mà không, đây vẫn là một gia đình nghèo, cắn răng, có lúc gần như là tuyệt vọng, nhưng mà họ đã vượt qua tất cả được nhờ sự vô cùng, sự khôn ngoan và sự can đảm đối với cái gì của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể làm tất cả mọi sự có ý của Ngài, nhưng mà Thiên Chúa lại muốn mời gọi con người cộng tác, những con người yếu đuối, những con người khó khăn, những con người nghèo hèn, không đáng là gì trong xã hội, nhưng mà Thiên Chúa lại muốn họ cộng tác vào cái chương trình cứu độ. Nên điều này
giúp cho chúng ta suy niệm trong lễ thánh gia. Tất cả chúng ta ngồi đây đều là những đôi vợ chồng, đều là những người con, đều là những người trong hội ngoại. Chúng ta tầm thường, nghèo hèn, yếu đuối, mong manh. Mà tại sao anh chị lại ngồi đây? Tại sao các đoàn lại hát? Tại sao chúng ta lại đọc kinh tối với nhau? Tại sao chúng ta tổ chức đi hành hương? Ta tổ chức kính tâm? Và tại sao ta lại gắn bó với nhau trong một niềm tin? Ấy là bởi vì chúng ta đang ứng đáp với Thiên Chúa. Ngài đã muốn mời gọi chúng ta công tác đó. Những con người tưởng như chẳng làm được cái gì, chẳng có ra gì như chúng ta, thì Thiên Chúa lại mời gọi công tác để chúng ta có thể làm những chuyện rất là lớn lao của Thiên Chúa. Khi mà anh chị em sống thật là tốt ở trong đời sống vợ chồng, chắc chắn là nó sẽ đánh động làm cho nhiều con người xung quanh đang chưa biết Chúa có thể lấy làm lạ. Tại sao cái đôi vợ chồng này nó lại không được thai? Tại sao cái đôi vợ chồng này nó không ăn gian nói dối, nó buôn bán rất là lương thiện, nó chịu thiệt thòi? Tại sao cái đôi vợ chồng này nó không cãi nhau, hoặc là nó không cãi nhau nhưng nó thêm vợ đi nữa thì nó lại làm hòa với nhau? Tại sao cái đôi vợ chồng này sống đời chúng thành chúc quỷ với nhau cho đến đầu bạc nhắn mong? Ta kỷ niệm mà 50 năm phân phối như là có phụ con 50 mấy năm để làm gì vậy? Để ta khích lệ thêm những con người sống tiếp, cộng tác tiếp với lại Thiên Chúa. Như đôi vợ chồng như vậy tóc bạc rồi mà vẫn gắn bó keo sơn, nó là một lời chứng lạ lùng gây thắc mắc cho con người đời này. Tại vì người ta chủ trương là phá thai, nở thai, ly dị, ngoại tình, buôn gian bán lận, ăn gian nói dối, tranh đoạt gia tài. Nhưng mà nếu đã là người tôn giáo thì cũng có đôi mang về làm việc sai, nhưng mà cứ đại đa số là tính thì chúng ta không như vậy. Ta trở thành đối họ phải là một cái thắc mắc của con người. Các em chị em, bố mẹ của con hôm nay có cháu của con và con tỏ ra ngồi ở đây, bố mẹ của con sinh năm 16 kết hôn năm 35, sinh ra mẹ là chị cả của con, được mẹ của cháu mấy mẫu chị kia bảy người con, con là người con cuối cùng. Bố mẹ chúng con cũng không phải là người đạo đức thánh thiện tuyệt vời đâu, chúng con đầy khuyết điểm, nhưng mà có một cái gì đó lạ thì bố mẹ của con sống với nhau đến lúc mà hai ông bà dắt tay nhau đi nhà thờ. Nhà con ở giáo xứ Francisco da Cao dắt tay nhau đi nhà thờ là người ta nói là cô hai ông bà lớn con như hai chị em. Tại sao lại hai chị em là người mẹ con lớn và bố con biết hát, và phụ nữ lớn hơn biết hát thì có lẽ là đạt hơn. Rồi mẹ con cũng cao, bố con thì cao, mẹ con tím, mẹ con đi bố vào cái là mẹ con mất bé hai cái bố con. Nên là người ta rất đùa trong hai ông bà này như hai chị em chắc tay nhau đi lên đấy. Bố mẹ của con có những cách dạy con rất là lạ lùng. Cái thời còn trẻ thì mấy anh chị con là bị đòn roi ghê lắm, giáo dục con cái là đòn roi dữ để mà nghiêm, gọi là nghiêm đường. Nhưng mà đến thời chị ác con, chị ác con bây giờ năm nay cũng 66 tuổi rồi, ông nọ có đi lễ ở đây, còn có hai người chị ác con với con. Đến từ thời đó, thời mà chị con với con thì bố mẹ con nổi tiếng, mẹ con bảo bố mày bây giờ không buồn rồi đấy, tức là không còn đánh đòn dữ như ngày xưa nữa, nhưng mà dạy con nó bắt đầu chuyển đổi từ từ. Thường là bố mẹ con dạy trong một bữa ăn. Đối với gia đình ngày xưa, bữa ăn hết sức quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta đã mất cái đó, đành chịu thời thế diễn biến của xã hội không thể, ta không còn đủ mặt cha mẹ vợ chồng con cái trong một bữa ăn. Ngày xưa là chưa đủ một thành viên nào trong gia đình
bố văn chương toàn và đầy đủ. Biết vậy nên hãy tới văn chương ở văn tội là có hoàn đầy đủ. Thì trong những bữa ăn như vậy, nhiều phần là bố con kể chuyện, cũng có khi là mẹ con kể chuyện, kể chuyện đời, kể chuyện này, chuyện kia trong gia đình, trong dòng họ, bản thân của bố con, mẹ con. Mà bằng những câu chuyện hay, con bố cho tới bây giờ, nó trở thành một cái kho kể chuyện để mà con có thể giảng, kể hết năm mẹ con năm cũng không hết. Và bao giờ kết thúc một câu chuyện như vậy, thì mẹ con, bố con đều nói một câu, lấy các cô, các cậu xem, Chúa không bỏ quên bất cứ một chuyện tốt lành nào mà chúng ta đã làm. Thế ta làm được một điều tốt mà có nghiên cứu như là giữ lại, bỏ vào trong ngân hàng để dành. Có nghiên cứu đời con, đời cháu, thì cái ân phúc mà cha mẹ đã làm nó mới được chuyển ra, được tải ra, được rút trong tài khoản ra cho các con, các cháu được. Dù có thể các con, các cháu không biết chuyện đó, không biết nó như thế nào, nhưng mà không ngờ là cái ân phúc mà cha mẹ để nó còn nối dài trong cái đời con, và nó làm cho đến cái đời con cũng cố gắng sống thật tốt để rồi đến đời con nữa cái điều tốt của nó vẫn tiếp tục. Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên để sót lại một cái điều tốt nào mà chúng ta làm. Vậy thì chúng ta đặt vấn đề ngày hôm nay cũng còn báo mộng không, sứ thần có đến gặp chúng ta nữa không? Con tin là có, tin là có. Mỗi khi mà anh chị em đi từ thánh lễ, anh chị em nghe một câu lời Chúa mà mình nhớ rung mình một cái, cảm thấy ngày hôm nay lời Chúa, cái câu này, cái chữ này là dành cho mình. Còn khi đó là báo mộng đấy, đó là một sứ thần đang nhắc cho ta nhớ một ý, một lời, một cái mệnh lệnh, một cái hướng dẫn của Thiên Chúa đến đời của ta. Mỗi một khi chúng ta tập hợp lại với nhau cầu nguyện tối cho gia đình, bây giờ cũng khó. Đến lúc mà con phải kêu gọi các bạn trẻ, tôi tối với bạn nào cũng vô Facebook ngồi đây nhiều lắm. Biết bạn con tập hợp thế nào mà cũng có cầu nguyện online, lấy một câu lời Chúa ra. Còn dân lời nguyện trước các bạn nào vui buồn đau khổ thất bại thành công sợ hãi cầu nguyện. Rồi những người khác vào đọc cái lời cầu nguyện đó, nếu mà thấy đúng tốt với mình thì bấm nút like để con thấy là có, tôi cũng đang gặp cái đó, gia đình của em cũng đang bị như vậy. Thế thưa bà anh chị em, sứ thần của Chúa vẫn còn đang được tiếp tục lời đến để báo mộng cho chúng ta, nhắc cho chúng ta điều này, nhắc cho chúng ta điều kia, hướng dẫn cho chúng ta có một quyết định đúng đắn. Hơn bao giờ đấy, thời đại ngày hôm nay đang thách đố, thử thách anh chị em rất là nhiều. Người lớn tuổi có cái thử thách của người lớn tuổi làm cha mẹ, bạn trẻ có cái thách thức của bạn trẻ. Tất cả chúng ta không bằng phải bị một thêm Herodê bảo chú, mà xung quanh chúng ta cũng không có bằng ra lệnh giết chúng ta như kiểu Herodê đâu, mà những cám dỗ rất là hoàn hảo, rất là ân dẫn về tiền bạc, về danh vọng, về thiền định. Nên chúng ta vẫn còn đang xin Chúa, xin Chúa cho gửi sứ thần đến báo mộng cho chúng con, cho chúng con được định kiến để chúng con biết sống đúng ý của Chúa bằng ba cái bảo để con nói: sự vâng phục, sự khôn ngoan và sự can đảm. Vâng phục là bởi vì đó là ý của Chúa, Chúa không bắt ép chúng ta, cưỡng bách chúng ta, nhưng mà ý của Chúa tuyệt vời quá, ta làm sao mà từ chối được, ta làm sao mà ta tìm được cái ý nào hay hơn ý Chúa đâu. Và cái thứ hai là khôn ngoan, Chúa vẫn để cho chúng ta hành xử bằng phán đoán, bằng chọn lựa, bằng quyết định. Sau khi đã được báo mộng, sau khi đã được tìm kiếm, được hướng dẫn bởi lời Chúa đi được thánh lễ, chúng ta vẫn có cái phần của mình để đóng góp vào là sự khôn ngoan và cuối cùng là can đảm. Thiếu cái đó thì chúng ta sẽ không có đi đường dài, không có đi xa. Các cụ ngồi đây mà hôm nay được lễ kinh thánh, ngân thánh, ấy là bởi vì đã đủ can đảm vượt qua từng cái một, vượt qua từng cái thách thức một, từng cái đổ vỡ một.
vượt qua bằng sự can đảm. Những ý kiến đó ngày hôm nay, chúng ta lái sáng ở trong bóng tối cuộc đời, bệnh tật, tai nạn, rủi ro, những cái khó khăn trong mưu sinh, những cái thách thức trong lòng tin, xin Chúa tiếp tục gửi cho ông bà chị em, gửi cho người đi tu chúng con những ý kiến, báo mộng cho chúng con qua lời của Ngài, qua mình báo khánh của Ngài, qua những buổi tối cầu nguyện, qua những bài chúng ta như thế nào, qua những chuyến đi chính tâm, để mà chúng ta biết cách hành sự đúng ý Thiên Chúa bằng sự vâng phục, sự khôn ngoan và sự can đảm.